Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp những hình ảnh mới nhất của đội tuyển Việt Nam sau khi hoàn thành cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hai tuần sau kỳ tích vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và trở về từ UAE, Việt Nam đã hoàn tất thời gian cách ly để trở về với gia đình trong ngày hôm nay 30 tháng 6. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước, từ Việt Nam đã được bố trí cách ly y tế tập trung trong vòng 7 ngày tại một khách sạn ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định của Bộ Y tế, có hai lần xét nghiệm RT-PCR lần lượt vào ngày đầu tiên và trước ngày cuối cùng trong thời gian cách ly tập trung. Kết thúc giai đoạn 7 ngày cách ly y tế tập trung được sự chấp thuận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh SCDC. Các thành viên đội tuyển thống nhất lựa chọn khách sạn đang cách ly y tế tập trung là địa điểm cách ly tại nơi lưu trú cho 7 ngày tiếp theo. Trước khi hoàn thành 7 ngày cách ly tại nơi lưu trú, các thành viên đội tuyển có thêm một lần xét nghiệm RT-PCR. Tất cả các đợt xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Chiều nay, các thành viên đội tuyển chia tay nhau để về địa phương. Trước mắt, các cầu thủ trở lại với đội bóng của mình để tập luyện, chuẩn bị V-League dự kiến trở lại vào cuối tháng 7. Sau đó, Việt Nam tập trung lại, chuẩn bị cho đấu trường lớn hơn vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt ở đấu trường quy tụ 12 đội tuyển xuất sắc nhất của châu Á, cạnh tranh 4,5 suất tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2022. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba diễn ra vào 14 giờ chiều ngày mai, ngày 1 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, sự kiện này được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của huấn luyện viên trưởng các đội tuyển giành quyền góp mặt tại vòng loại thứ ba. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Bốn đội nhất nhì ở hai bảng đi thẳng tới vòng chung kết FIFA World Cup Qatar 2022. Hai đội xếp thứ ba sẽ tranh vé đá playoff với đại diện của một châu lục khác. Kết thúc đợt cách ly này, huấn luyện viên trưởng Park gửi lời cảm ơn từ lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ và toàn thể người hâm mộ Việt Nam luôn ủng hộ cổ vũ, khích lệ động viên tiếp thêm động lực để đội tuyển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Huấn luyện viên Park cũng gửi lời cảm ơn từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các câu lạc bộ vì tạo điều kiện, hợp tác để tạo ra thành công cho bóng đá Việt Nam. Tin tiếp theo, bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022, bảng tử thần chào đón tuyển Việt Nam. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa diễn ra lễ bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022 và tuyển Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng tử thần. Thầy cho ông Park vừa cùng nhau tạo nên chiến tích lịch sử khi giành vị trí thứ hai bảng G, cùng với đó là tấm vé đi tiếp vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Với bảng xếp hạng đặc biệt được FIFA công bố, Việt Nam nằm ở nhóm 6 khi đang xếp hạng 92 thế giới, cùng nhóm với Lebanon, đội bóng thứ 93. Điều này đồng nghĩa với việc Quế Ngọc Hải và đồng đội nhiều khả năng có mặt trong bảng đấu tử thần với các đối thủ được đánh giá rất cao ngay trong lần đầu được tham dự vòng loại cuối cùng. Việt Nam sẽ rơi vào bảng đấu tử thần nếu như nằm cùng bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE và Syria. Theo đó, Nhật Bản hiện đang là đội bóng số 1 châu Á, đứng thứ 28 trên bản xếp bảng xếp hạng FIFA, nên luôn được coi là ứng cử viên số 1 cho tấm vé đến ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh trên đất Qatar diễn ra vào năm sau. Nhóm 2 là Hàn Quốc, Australia, những cái tên quen mặt ở các vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn Úc, không chỉ bởi thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA mà bởi những ngôi sao trong đội hình, đặc biệt là Son Heung-min. Saudi Arabia cũng được cho là khó chịu hơn so với Iraq ở nhóm hạt giống số 3. Nhóm số 4, UAE cũng vừa đánh bại chính tuyển Việt Nam ở lượt trận đấu cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022 giành ngôi nhất bảng G. Chính vì vậy rất khó khăn như Việt Nam đụng độ đối thủ này ở vòng loại tới đây. Đội cuối cùng mà Việt Nam có thể gặp phải trong bảng tử thần đó là Syria, đội bóng xếp hạng thứ 79. Những bảng đấu khó mà Việt Nam có nguy cơ đối diện. Thứ nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE, Syria, Việt Nam. Thứ hai là Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE, Syria, Việt Nam. Thứ ba là Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, UAE, Syria, Việt Nam. Thứ tư là Iran, Australia, Saudi Arabia, UAE, Syria, Việt Nam. Bên cạnh đó, nếu như may mắn hơn, Việt Nam hoàn toàn có thể nằm trong bảng đấu dễ thở với các đội Iran, Australia, Iraq, Trung Quốc và Oman. Đối thủ của thầy chó ông Park chính thức được xác định sau lễ bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022 diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 7 tới đây, theo giờ Việt Nam. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Park tham dự lễ bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022. Theo dự kiến lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra lúc 14 giờ ngày 1 tháng 7. Việt Nam sở hữu tấm vé lịch sử là vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Thầy cho ông Hauser giành quyền đi tiếp sau khi xét thành tích các đội nhì bảng. Theo thông cáo của Liên đoàn bóng đá châu Á, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra theo hình thức trực tuyến. Huấn luyện viên Park đại diện cho tuyển Việt Nam tham dự buổi lễ. Chiều ngày 30 tháng 6, nhà cầm quân người Hàn đặt vé máy bay thẳng ra Hà Nội. Lễ bốc thăm với sự tham gia của huấn luyện viên trưởng các đội tuyển giành quyền góp mặt ở vòng loại thứ ba được diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia. Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 6 cùng với Lebanon. Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Bốn đội nhất nhì hai bảng đi thẳng tới vòng chung kết FIFA World Cup Qatar 2022. Hai đội xếp thứ ba tranh vé đá playoff với đại diện của châu lục khác. Mới đây huấn luyện viên Park cũng đã có những chia sẻ với truyền thông về vòng loại thứ ba sắp tới. Tôi không muốn tránh các đối thủ cụ thể nào, nhưng nếu phải chọn ra một đội thì đó sẽ là Hàn Quốc. Đội tuyển Hàn Quốc không chỉ mạnh đâu mà còn là quê hương của tôi nữa. Đây là cơ hội quý giá để kiểm chứng năng lực của Việt Nam vì đó là các trận đấu với những đối thủ mạnh hơn trong khu vực. Dự kiến các lượt trận vòng loại thứ 3 diễn ra các ngày 2 tháng 9, 7 tháng 9, ngày 7 tháng 10, 12 tháng 10, 11 tháng 11, 11 tháng 11, 16 tháng 11, 27 tháng 1 năm 2022, ngày 1 tháng 2 năm 2022, ngày 24 tháng 3 năm 2022 và 29 tháng 3 năm 2022. Tin tiếp theo World Cup 2022 từ Việt Nam cùng bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Thưa quý vị theo trang Soccer Iraq vừa bốc thăm thử kết quả chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có tuyển Việt Nam dễ nằm cùng bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Kết quả này theo trang Soccer Iraq chia sẻ trên mạng xã hội Twitter và đánh giá là bảng đấu nặng ký nhất ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út và tuyển Việt Nam, khả năng có có tuyển Iraq và Syria. Trong khi bảng còn lại, trang Soccer Iraq cho rằng nhạy thở đôi chút nếu các đối thủ là Iran, Úc, UAE, Oman hay Liban hoặc Trung Quốc. Theo cặp chia hạt giống dựa trên thứ hạng bảng xếp hạng FIFA trong tháng 6, Liên đoàn bóng đá châu Á chia 6 cặp hạt giống với 12 đội góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á để chia thành hai bảng đấu. Trong đó, Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 6 với Liban, nhóm 1 là Nhật Bản và Iran, nhóm 2 là Hàn Quốc và Úc, nhóm 3 là Ả Rập Xê Út UAE, nhóm 4 là Iraq và Trung Quốc, nhóm 5 là Oman và Syria. Theo thứ tự bốc thăm được AFC công bố trước lễ bốc thăm diễn ra lúc 14 giờ ngày 1 tháng 7 tại Kuala Lumpur, Malaysia, bắt đầu từ nhóm hạt giống số 6 của tuyển Việt Nam và Ly Băng được bốc ngẫu nhiên chia ra tương ứng ở hai bảng đấu AB, sau đó lần lượt bốc thăm cho đến nhóm hạt giống số 1. Do đó, các đội hoàn toàn có thể nằm cùng bảng với ít nhất 2 đến 3 đối thủ giàu tham vọng của châu Á, cạnh tranh các suất chính thức dự World Cup 2022 ở Qatar. Trong đó, Việt Nam vì ở nhóm hạt giống số 6, khả năng rơi vào bảng đấu nặng ký như dự báo là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út đều có thể xảy ra. Nếu gặp Hàn Quốc ở cùng bảng, có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam từng không muốn gặp, cũng phải chấp nhận và phải chiến đấu đến cùng. Tại vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, sau chia hai bảng đấu, AFC xếp lịch 10 lượt đấu diễn ra từ nay cho tới ngày 29 tháng 3 năm sau. Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, hai đội xếp nhất nhì hai bảng đấu sẽ giành 4 suất chính thức dự vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar. Hai đội xếp thứ ba của hai bảng đấu sẽ đấu vòng playoff khu vực châu Á chỉ một trận để xác định đội đi tiếp vào vòng playoff liên lục địa với các đội ở CONCACAF, Nam Mỹ, Châu Đại Dương để tranh hai suất nữa vào vòng chung kết World Cup trên trang Asian Cup 2023 của AFC, lễ bốc thăm vòng loại thứ ba của khu vực châu Á liên tục giới thiệu hành trình của tuyển Việt Nam lần đầu tiên góp mặt, trong đó đánh giá thầy trò ông Park hoàn toàn có thể gây bất ngờ cho mọi đối thủ. Ngoài ra, trang này nhận định tiền đạo Tiến Linh hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup khu vực châu Á, cũng hoàn toàn có thể tiếp tục tỏa sáng ở vòng loại thứ ba tới đây. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.